Xin chào quý vị và các bạn, tính mời các bạn xem bản tin, những ông bộ trưởng đang nằm trên than hồng, bao giờ thì rớt xuống lò. Ông Nguyễn Phú Trọng còn ít nhất 3 năm nữa để theo đuổi nghiệp đốt lò. Ông Trọng đang muốn xây dựng hình ảnh người đốt lò vĩ đại trong mắt người dân cả nước. Và đó có thể được xem là nhiệm vụ lớn nhất đối với một lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong thời đại này thời nay không có chiến tranh nên ông không thể xây dựng hình ảnh là vị tướng lẫy lừng như ông võ nguyên giáp mong chọn cách xây dựng hình ảnh khác đó là hình ảnh người đốt lò đây là hình ảnh ông nguyễn phú trọng luôn quan sát tìm củi lò ông trọng đốt quan chức ngoài trung ương đảng nhiều vô kể ủy viên trung ương đảng cũng đang vào lò không ít những cựu bộ trưởng bí thư tỉnh ủy và cựu chủ tịch thành phố lớn như hà nội cũng đã vào lò trong khi đó, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đang chuẩn bị. Đã có một cựu ủy viên Bộ Chính trị vào lò, đó chính là ông Đinh La Thăng. Lò công trọng đang tiếp tục và sẽ tiếp tục ít nhất đốt 3 năm nữa. Vậy nên những bộ trưởng đang phơi bày cái sai ra trước công chúng có thể xem là thành củi dự bị để ông Tổng tiếp tục tống vào lò hiện nay người ta đang bức xúc về vấn đề của bộ công thương và bộ tài chính nhất vấn đề thiếu xăng dầu đã kéo dài cả tháng và lan rộng ra phạm vi trong cả nước từ miền nam cho tới đây giờ dân hà nội cũng phải vất vả xếp hàng để đổ xăng như thời bao cấp vậy mất thời gian và tiền bạc của cả xã hội mong bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vẫn chưa giải quyết được tình trạng này ông nguyễn hồng diên là do ông Phạm Minh Chính giới thiệu về chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong suốt một tháng qua, người dân đã chứng kiến một ông Bộ trưởng bất tài khi ông này chỉ lo đối phó với dư luận bằng cách trả lời lấy được trên mặt các báo mà không biết được biểu pháp nào hiệu quả đưa ra. Điều đáng nói là ông Nguyễn Hồng Diên trước sau như một vẫn khẳng định là thiếu xăng chỉ là thiếu cục bộ. Nhưng thực chất thì miền Nam và miền Bắc đều thiếu thì không thể gọi là cục bộ cho được. Bài toán xăng dầu là bài toán khó mà Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương lại bị đánh giá là Bộ trưởng thiếu năng lực. Những sai phạm nhãn tiền như vậy rất khó có thể che đậy cặp mắt người dân, chứ nói gì đến cặp mắt của ông Nguyễn Phú Trọng. Một ông Bộ trưởng khác giờ cũng đang lúng túng không kém, đó là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Những vấn đề của ông Bộ trưởng chứng khoán giới như là ung nhọt của nền kinh tế. Có chuyên gia đánh giá rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà khui ra những mảng tối của thị trường trái phiếu, thì e rằng thị trường này sẽ gặp một trận chấn động rất lớn. Hầu hết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế lại tập trung vào các doanh nghiệp bất động sản. Tình hình ngành kinh doanh bất động sản của Việt Nam đang vô cùng ảm đạm. cả ba công ty bị nhà nước sở gáy thì cả ba đều gặp vấn đề về tài chính, không biết với những Novaland, Wincup hay Suncup mà bị khui ra thì không biết thị trường chứng khoán ở Việt Nam sẽ trao đảo, đảo lộn, thậm chí sụp đổ như thế nào. Hiện nay chỉ mới có 3 vụ án gồm có Tân Hoàn Minh, FEC, Phạm Thịnh Phát mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc không phanh, rất đáng lo ngại. Việc công Hồ Đức Phước bây giờ không chỉ là chống đỡ chứ không có khả năng làm cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh hơn nữa. Đấy là hai bộ trưởng hiện nay chưa được cho vào lò nhưng hai ông này được xem là đang nằm trên đống than hồng lò của ông Trọng. Chỉ cần một cú vấp ngã là đổ vào lò ông Trọng. Việc để cho tình trạng thiếu xăng dầu và để cho tình trạng chứng khoán mất niềm tin thảm hại, nếu kéo dài thì e rằng sinh mệnh của cả hai ông bộ trưởng này sẽ bị đe dọa. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính là hai bộ rất lớn, ắt có rất nhiều người nhòm ngó cũng vẫn như sẵn sàng rót xăng châm lửa đốt cả sự nghiệp chính trị của hai ông này sẽ bị tiêu tan. Chúng ta hãy cùng xem những người này sẽ chống đỡ như thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi. Ông Tổng, tức là ông Tổng Bí Thư, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, người được xem là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng hiện nay ông Tổng đã khởi xướng một chiến dịch đốt lò vĩ đại từ năm 2013 cho đến nay được gọi là chiến dịch đốt lò nhằm trong sạch hóa bộ máy lãnh đạo của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng vốn đã bị phai nhạt và bảo mòn rất nhiều. Ông Tổng dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn rất kiên trì đốt lò. Lò của ông đã ném vào cả những con sâu đại bự như Đinh la Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị tại thời điểm bị bắt ông đã kiên cường không để ai thoát đến mức những kẻ cao chạy xa bay như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Thoa Kim Thoa mới đây là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù đã trốn ra nước ngoài cũng có thể bị đưa về bằng bất cứ biện pháp nào. Bất chấp những hành động đó là vi phạm pháp luật quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên dường như chiến dịch của cụ không hiệu quả cho lắm dù ông đã khởi động cái lò của ông từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn liên tục xảy ra những vụ đại án tham nhũng. Mới đây là những vụ chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, không chỉ một vài con sâu bị bắt mà cả đàn sâu bị hốt vào lò vẫn chưa hết. Đánh giá về chiến dịch đốt lò của ông, luật gia nhà báo bất đồng ý kiến Trịnh Hữu Long thì cho rằng nhà nước pháp quyền sẽ xử lý tham nhũng mà không cần quan tâm đến các phe phái chính trị còn chiến dịch đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là một chiến dịch mang tính chất chính trị thuần túy, chứ không phải là một chiến dịch chấn áp tội phạm gì cả. Đó là hai vấn đề rất khác nhau. Thật vậy, trong thể chế dân chủ, với sự cai trị của nhà nước pháp quyền, việc chấn áp tội phạm tham nhũng là công việc của những tư pháp cùng với những vị thẩm phán không đảng phái. Khi một con chức tham nhũng, họ sẽ bị điều tra và đảng của họ không can thiệp vào quá trình này những vị lãnh đạo đảng phái không cần phải khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng mà họ chỉ tập trung vào việc cạnh tranh chính trị trong các kỳ bầu cử trong thể chế dân chủ quyền lực nhà nước không tập trung vào một đảng một tổ chức các những quyền lực được phân chia rõ ràng và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau không một đảng nào có đủ quyền lực tuyệt đối để dễ dàng tham nhũng như ở chế độ độc tài các đảng chính trị luôn kiểm soát lẫn nhau đảng cầm quyền đưa ra chính sách và đảng đối lập kiểm soát quá trình thực hiện chính sách cũng như sự vận hành của bộ máy nhà nước ngoài ra tam quyền phân lập tư pháp hành pháp lập pháp đều hoàn toàn độc lập với nhau đây là hình ảnh sơ đồ bộ máy tam quyền phân lập tại mỹ trong thể chế dân chủ hệ thống tư pháp hoàn toàn độc lập với bộ máy hành pháp và lập pháp một vị thẩm phán có thể do một tổng thống đề cử, nhưng vị thẩm phán đó không bị tổng thống khống chế, không bị buộc phải nghe theo lời tổng thống hay đảng của tổng thống đó, vì tổng thống không có quyền phế chuất họ. Vị thẩm phán hoàn toàn tự làm theo đúng lương tâm và chức trách cũng như luật pháp, không chịu sự áp đặt của bất kỳ ai. Dưới thể chế của độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại hoàn toàn ngược lại cả ba nhánh quyền lực nhà nước đều do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ và khống chế. Dù là nhánh quyền lực nào thì cũng phải nhận chỉ thị, chỉ đạo từ Đảng Cộng sản. Các vị trí lãnh đạo cấp cao đều do Bộ Chính trị phê chuẩn, việc bầu bán chỉ là hình thức mà thôi. Điều nguy hại hơn là cả hệ thống tư pháp không chỉ lệ thuộc vào Đảng mà còn lệ thuộc luôn cả ngành hành pháp và lập pháp cũng phải theo Đảng. Bởi các vị tranh án, thẩm phán các cấp trực thuộc bộ máy hành pháp theo từng cấp và được bổ nhiệm cũng như có thể bị phế truất bởi cấp hành pháp tương ứng. Như vậy, làm sao có chuyện các vị tranh án thẩm phán có thể công tâm khi làm việc và xét xử cho được? Họ chỉ như những con rối để thực hiện theo ý chỉ đạo của đảng, của lãnh đạo cấp trên của họ. Từ đó dễ hiểu là chiến dịch đốt lò của ông Tổng chỉ là một chiêu bài nhằm che đậy quá trình đấu đá giữa các phe phái bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản nếu thực sự chúng tham nhũng e rằng toàn bộ bộ máy không ai thoát tội cả. Đây là hình ảnh những bị cáo trong vụ án tham ô đất vàng ở Bình Dương. Ở Việt Nam từ lâu đã có chuyện thiên hạ dâm gian đổn nhau về những cái giá trên trời cho những cái ghế công quyền từ cấp địa phương đến trung ương. Và điều tất nhiên ai cũng hiểu một người đã bỏ ra chi phí lớn cho một khoản đầu tư thì tất nhiên sẽ tìm mọi cách để thu lại và việc mua ghế đại biểu Quốc hội Việt Nam giá tới 5 triệu đô là như vậy. Cứ như thế, bộ máy chính quyền của Việt Nam đã thối nát vào mục ruỗng từ trên xuống dưới. Ruộng tổng có mạnh tay đến thế nào cũng không thể diệt trừ hết những bầy sâu nhung nhúc đang sinh sôi nảy nở ngày một nhiều. Cách duy nhất để làm sạch bộ máy, nhà nước và đảng là phải chấp nhận chia sẻ quyền lực với các đảng phái khác và chấp nhận đa nguyên, đa đảng và xây dựng một bộ máy tư pháp hoàn toàn độc lập theo pháp luật. Nếu không, sớm muộn thì cũng đến ngày Đảng sẽ không còn sức để lèo lái Để bưng bít và che đậy những cái xấu xa của mình nữa Nếu Đảng sớm chấp nhận tiến trình dân chủ hóa Thì quá trình này sẽ diễn ra nhẹ nhàng cho cả Đảng Cho những người đảng viên đang nắm quyền lực Và cho cả người dân Tránh xảy ra tình trạng khi những uất đức tích tụ lâu ngày Cho thành ngày một lớn lên Đến khi bộc phát Lúc đó e rằng kết cục của Đảng sẽ không hơn gì những câu chuyện cách mạng đã từng diễn ra trong lịch sử